Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của VN Youtuber. Các bạn thân mến, chiến tranh là đổ nát, là mất mát hy sinh cho nên số đông các quốc gia và người dân không thích thú chiến tranh. Tuy vậy, trong 70 năm qua, kể từ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nước Mỹ đã liên tiếp tiến hành rất nhiều cuộc chiến tranh. Hết chiến tranh Triều Tiên lại đến xâm lược Việt Nam, rồi cho đến gần đây là chiến tranh Iraq, chiến tranh Afghanistan. Và ngay bây giờ là chiến sự tại Syria. Sau Syria, rất có thể dưới tác động của Mỹ, một cuộc chiến tranh có thể sẽ xảy ra ở Biển Đông, nơi những căng thẳng chỉ vừa mới tạm lắng được một thời gian ngắn. Hiện nay tình hình Biển Đông đối với Việt Nam đang là một giai đoạn đã bớt căng thẳng, nhưng trên bình diện chung, vấn đề Biển Đông vẫn còn đang tiếp diễn vì nó chưa được giải quyết xong. Biển Đông có thể lại trở thành vấn đề nóng với Việt Nam bất kỳ lúc nào nếu như có một sự kiện nào đó tác động đột xuất trong thời gian qua trong bối cảnh tình hình biển đông nóng bỏng dư luận trong và ngoài nước đã từng lo ngại về một cuộc xung đột giữa việt nam và trung quốc bùng phát ở biển đông trong lúc lo ngại về mối đe dọa từ trung quốc công chúng việt nam có nhiều người có tâm lý kỳ vọng vào một sự trợ giúp nào đó từ các nước lớn khác như nga hoặc mỹ để chống lại sự bành trướng của trung quốc vì đặt sự kỳ vọng vào nga nhiều công chúng việt nam đã thất vọng khi nga tập trận chung với trung quốc trên biển đông và đặc biệt là tuyên bố của ông Putin rằng Nga phản đối hình thức của vụ kiện về Biển Đông do Philippines kiện Trung Quốc. Như trong nhiều bản tin trước, tôi đã có nêu vấn đề rằng Nga đang ở trong những tình thế khó khăn, ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên chính họ đang phải cần Trung Quốc, không thể làm chỗ dựa cho Việt Nam để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc được. Vậy còn Mỹ, mặc dù Mỹ tổ chức các chiến dịch tự do hàng hải, thách thức Trung Quốc, và thậm chí tuyên bố gỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam hồi tháng 5, nhưng chẳng có cơ sở nào để có thể tin rằng Mỹ sẽ là chỗ dựa cho Việt Nam. Để góp phần mở rộng góc nhìn về người Mỹ và qua đó có thể nhận định mục đích của Mỹ ở Biển Đông, trong bản tin VN YouTuber số 149 hôm nay, tôi muốn trình bày với quý vị và các bạn về chủ đề Vì sao người Mỹ thích chiến tranh? Phần nội dung sau đây là lược dịch lại từ bài viết Tại sao Mỹ cần chiến tranh của nhà sử học và khoa học chính trị Jack Povers, viết từ ngày 30 tháng 4 năm 2003 và hôm 28 tháng 9 vừa qua được trang web globalresearch.ca đăng tải. Sau đây là nội dung mời các bạn theo dõi. Chiến tranh là một sự lãng phí khủng khiếp các tài nguyên và nhân mạng. Vì thế, hầu hết mọi người trên nguyên tắc đều phản đối chiến tranh. Nhưng trái lại, tổng thống Mỹ có vẻ yêu thích chiến tranh. Vì sao? Nhiều nhà bình luận đã tìm câu trả lời trong các yếu tố tâm lý học. Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Bush coi nó là để hoàn thành một công việc đã bắt đầu nhưng vì một lý do mơ hồ nào đó mà đời cha của ông ta chưa hoàn thành trong chiến tranh vùng vịnh. Những người khác thì tin rằng Bush dự kiến một cuộc chiến tranh ngắn và nó sẽ đảm bảo cho ông ta một nhiệm kỳ tiếp theo ở Nhà Trắng. Nhưng tôi tin rằng chúng ta phải tìm kiếm một lý do khác để giải thích cho thái độ của Tổng thống Mỹ. Sự thật là việc Bush quan tâm chiến tranh có rất ít hoặc là không có liên quan gì đến yếu tố tâm lý tinh thần nhưng lại có quan hệ mật thiết với hệ thống kinh tế Mỹ. Hệ thống này tức là thương hiệu của chủ nghĩa tư bản Mỹ, có chức năng đầu tiên và quan trọng nhất là làm cho những người giàu của nước Mỹ, giống như đế chế tiền bạc của bút, trở nên giàu hơn. Nếu không có chiến tranh nóng hay chiến tranh lạnh, hệ thống này sẽ không thể sản xuất nhiều hơn và kết quả dĩ nhiên là tiền bạc và quyền lực của Hoa Kỳ sẽ không thể như mong muốn. Sức mạnh vĩ đại của chủ nghĩa tư bản Mỹ cũng là điểm yếu lớn nhất của nó, chính là năng suất sản xuất tột bậc của nó. Trong lịch sử phát triển của hệ thống kinh tế quốc tế mà chúng ta gọi là chủ nghĩa tư bản, một số yếu tố đã được sản xuất với sự gia tăng năng suất rất lớn. Ví dụ, quá trình cơ giới hóa sản xuất đã bắt đầu ở Anh từ thế kỷ 18. Sau đó, các nhà tư bản công nghiệp Mỹ đã thực hiện một đóng góp quyết định trong phương thức tự động hóa bằng các kỹ thuật mới, chẳng hạn như dây chuyền sản xuất. Sau đó, một sự đổi mới được Henry Ford giới thiệu và do vậy, các kỹ thuật đó được xếp vào danh từ chủ nghĩa Ford. Năng suất của các xí nghiệp lớn của Mỹ đã tăng một cách ngoạn mục. Chẳng hạn, vào những năm 1920, vô số xe xuất xưởng khỏi các nhà máy ô tô ở Michigan mỗi ngày. Nhưng ai có điều kiện để mua hết các ô tô đó? Hầu hết người Mỹ tại thời điểm đó không có tiền để mua chúng. Các ngành sản xuất khác cũng tràn ngập thị trường tương tự như vậy và kết quả là nổi lên mâu thuẫn kinh niên giữa nguồn cung đã tăng lên và nhu cầu tụt ở phía sau. Vì thế phát sinh khủng hoảng kinh tế, thường được gọi là đại suy thoái. Bản chất của nó là sản xuất dư thừa, nhà kho đầy ắc hàng hóa, các nhà máy sa thải công nhân, thất nghiệp bùng nổ và vì thế sức mua của người Mỹ thậm chí lại thu hẹp hơn, làm cho khủng hoảng lại càng tồi tệ. Không thể phủ nhận rằng đại suy thoái ở Mỹ chỉ kết thúc trong Thế chiến thứ hai và nhờ Thế chiến thứ hai. Thậm chí, những người ủng hộ Tổng thống Roosevelt nồng nhiệt nhất cũng thừa nhận rằng các chính sách cải cách của Tổng thống mang lại rất ít hoặc thậm chí là không có hiệu quả. Nhu cầu kinh tế tăng lên ngoạn mục khi chiến tranh bắt đầu nổ ra ở châu Âu và Hoa Kỳ vẫn chưa phải là một bên tham chiến trước năm 42 đã cho phép ngành công nghiệp Mỹ sản xuất không giới hạn các thiết bị chiến tranh. Từ năm 40 đến năm 45, nhà nước Mỹ tốn không ít hơn 185 tỷ đô cho các thiết bị như vậy và ngân sách quân sự từ 1939 đến 1945 đã từ chỗ chiếm 1,5% GNP tăng lên 40% GNP. Ngoài ra, công nghiệp Mỹ cũng cung cấp một khối lượng khổng lồ trang thiết bị quân sự cho Anh và thậm chí cả Liên Xô thông qua hình thức cho mượn, cho thuê. Trong khi đó ở Đức, các công ty con của những công ty Mỹ như Ford, GM, ITT đã sản xuất tất cả các loại máy bay và xe tăng cùng nhiều đồ dùng cho phát xít. Vấn đề chìa khóa của đại suy thoái là sự mất cân bằng giữa cung và cầu, do đó đã được giải quyết vì nhà nước đã bơm vào cầu của nền kinh tế bằng các đặt hàng lớn về quân sự như mối quan tâm của những người mỹ thông thường chi tiêu quân sự của mỹ đã mang lại không chỉ đầy đủ việc làm mà còn mức lương cao hơn so với trước đó có thể nói rằng thế chiến thứ hai đã kết thúc cho những đau khổ mà đại suy thoái đã gây ra và đa số người dân mỹ đã đạt được một mức độ thịnh vượng chưa từng có tuy nhiên những kẻ hưởng lợi lớn nhất trong sự bùng nổ của kinh tế thời chiến là giới kinh doanh và doanh nghiệp mỹ những kẻ đã nhận ra sự lợi nhuận bất thường từ năm hai đến năm năm, nhà viết sử Steel Grander cho biết lợi nhuận dòng của 2.000 công ty lớn nhất nước Mỹ đã tăng 40% so với giai đoạn 1936-1939. Ông giải thích sự bùng nổ lợi nhuận này là bởi vì nhà nước đã chi tiêu hàng tỷ đô cho thiết bị quân sự, không kiểm soát giá cả và lợi nhuận phải chịu thuế thấp gần như ở tất cả. Các tập đoàn lớn của Mỹ khai thác sở trường năng suất của họ đến mức tối đa, nhưng vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu thời chiến của nhà nước Mỹ quá nhiều thiết bị cần sản xuất và để sản xuất nó, Mỹ cần các nhà máy mới và thậm chí các công nghệ hiệu quả hơn. Những tài sản mới này đã được đóng dấu hợp lệ để mọc ra và tổng giá trị của tất cả các cơ sở sản xuất mới của Mỹ từ năm 39 đến năm 45 là từ 40 đến 66 tỷ đô. Tuy nhiên không phải khu vực tư nhân chịu hết các khoản đầu tư mới này. Trên kinh nghiệm sản xuất thừa trong những năm trước đó, doanh nhân Mỹ nhận thấy công việc này quá mạo hiểm. Vì vậy nhà nước đã đầu tư 17 tỷ đô trong hơn 2.000 dự án quốc phòng. Với một khoản phí danh nghĩa, các công ty tư nhân được phép thuê các nhà máy mới để sản xuất và kiếm tiền bằng cách bán các sản phẩm trở lại cho nhà nước. Hơn nữa, khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Mỹ đã quyết định rút bỏ các khoản đầu tư của họ trong các dự án mới phục vụ chiến tranh. Các tập đoàn lớn của nước Mỹ mua một nửa trong số đó và trong nhiều trường hợp chỉ bằng một phần ba giá trị thực làm thế nào mà Mỹ tài trợ được cho chiến tranh? Làm thế nào Washington trả các hóa đơn khổng lồ do GM, ITT và các nhà cung cấp thiết bị chiến tranh khác chỉnh lên? Câu trả lời là, một phần là do các phương tiện thuế, chiếm khoảng 45%, nhưng nhiều hơn nữa là thông qua các khoản vay, chiếm 55%. Trên cơ sở này, nợ công tăng lên đáng kể, cụ thể là từ 3 tỷ đô trong năm 39 lên không ít hơn 45 tỷ đô năm 45. Về lý thuyết, khoản nợ này đáng lẽ đã được giảm hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn bằng cách đánh thuế rất lớn các số lợi nhuận bỏ túi của các doanh nghiệp lớn của Mỹ, nhưng thực tế lại khác. Như đã lưu ý, nhà nước Mỹ đã chủ ý quên đánh thuế các khoản lợi nhuận trời cho của các doanh nghiệp Mỹ và cho phép các khoản nợ công mọc nhanh như nấm và trả các hóa đơn của mình cùng lãi suất các khoản vay của mình với doanh thu chung của nó. Có nghĩa là bằng các khoản thuế trực tiếp và gián tiếp đánh vào thu nhập của người dân. Đặc biệt, trên cơ sở luật doanh thu giới thiệu vào tháng 10 năm 42, các khoản phải nộp của công nhân và người thu nhập thấp ngày càng tăng hơn so với giới siêu giàu và các chủ sở hữu doanh nghiệp cổ đông lớn hoặc người quản lý hàng đầu. Theo quan sát của sử gia Dennis Casman, gánh nặng tài chính của chiến tranh được đặt một cách vững chắc trên vai của các thành viên nghèo trong xã hội. Tuy nhiên, công chúng Mỹ, vì bận tâm chiến tranh và bị loa mắt bởi ánh hào quang của việc làm và lương cao, đã không nhận ra điều này. Trong khi đó, những người Mỹ giàu có bằng cách khác đã nhận thức sâu sắc được con đường tuyệt diệu mà chiến tranh đã tạo ra tiền bạc cho họ và cho các công ty của họ. Một cách ngẫu nhiên, điều này cũng được các doanh nhân giàu có, các nhà ngân hàng, bảo hiểm và các nhà đầu tư lớn khác nhận ra khi Washington mượn họ số tiền cần thiết để tài trợ chiến tranh. Các đoàn thể Mỹ cũng được hưởng lợi nhuận từ chiến tranh do mua trái phiếu chiến tranh. Về lý thuyết, ít nhất người giàu và người quyền lực của Mỹ là những nhà vô địch vĩ đại của cái gọi là tự do kinh doanh và họ phản đối mọi hình thức can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. Tuy nhiên trong chiến tranh, họ chưa bao giờ đưa ra bất kỳ phản đối nào về cách thức mà nhà nước quản lý và tài trợ nền kinh tế bởi vì không hề có sự vi phạm nào lớn đối với quy tắc tự do kinh doanh và sự giàu có của họ cũng sẽ không bao giờ tăng lên nhanh chóng như nó đã tăng trong những năm đó. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, những người chủ giàu có và quản lý hàng đầu của các tập đoàn lớn đã học được một bài học rất quan trọng là trong một cuộc chiến tranh có rất nhiều tiền được tạo ra. Nói cách khác, việc tối đa hóa lợi nhuận, một việc làm quan trọng nhất và cũng rất khó khăn trong nền kinh tế tư bản Mỹ, có thể được thực hiện dễ dàng hơn trong chiến tranh. Các bạn thân mến, trên đây là phần 1 của bài phân tích về lý do vì sao nước Mỹ cần chiến tranh với các dẫn chứng chủ yếu trích dẫn từ Thế chiến thứ 2. Trong bản tin số 150, tôi sẽ giới thiệu phần còn lại của bài phân tích này với các dẫn chứng lấy từ cuộc chiến kể từ sau Thế chiến thứ hai đến năm 2003. Qua phần 1 này, chúng ta đã thấy rằng mỗi khi chiến tranh nổ ra, giới tư bản Mỹ được hưởng lợi ích nhiều nhất. Các khoản đầu tư cho quốc phòng của nhà nước được lấy từ ngân sách đã phổ béo các nhà tư bản cách xù, nhưng người dân thì oản lưng đóng thuế để nhà nước trả các khoản phí chiến tranh đó. Mặt khác, nước Mỹ thích chiến tranh cũng còn vì khi chiến tranh nổ ra, nếu họ không tham chiến thì họ có thể bán vũ khí cho cả hai bên tham chiến. Điều này Mỹ đã làm từ Thế chiến thứ nhất cho đến giai đoạn đầu của Thế chiến thứ hai. Với điều kiện địa lý được cả hai đại dương bao bọc ở Đông và Tây, hai nước Mexico và Canada thì không phải là đối thủ đáng lo ngại. Cho nên từ ngày lập quốc, trừ nội chiến, nước Mỹ chưa từng nếm trải một cuộc chiến tranh nào lớn trên lãnh thổ của họ. Đó cũng là một điều kiện để giới tư bản tài phiệt Mỹ trở thành những tên lái súng có hạn. Bản tin VN Youtuber số 149 hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại